A Hậu Quản Trần Gia Hân tham gia hiến máu. A Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022. Quản Trần Gia Hân vừa tham gia chương trình Sắc Màu Hành Trình Đỏ, kết nối dòng máu Việt tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tốt nghiệp thủ khoa ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Quản Trần Gia Hân là gương mặt không quá xa lạ với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Những Ngôi Nhà Trong Hẻm, Trong Vòng Xoáy Tội Ác, Hoa Sơn Trà, Mặt Nạ Không Hoa Văn, Lá Tarot Định Mệnh, Em Là Người Anh Thích. Sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao ấn tượng, Quản Trần Gia Hân đạt danh hiệu Á Hậu 2 khi tham gia Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022, Miss Peace Việt Nam 2022. Vừa qua, Gia Hân cùng bà Thùy Dương, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam có dịp tham gia chương trình Sắc Màu Hành Trình Đỏ, kết nối dòng máu Việt tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Bà Hậu cho biết mong muốn tham gia chương trình để lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn của việc hiến máu cứu người, một giọt máu cho đi, cả cuộc đời ở lại. Trước đó, người đẹp cũng đăng ký hiến tặng tại ở bệnh viện Chợ Giấy sau khi qua đời. Bà Hậu chia sẻ, vẫn có người còn định kiến với việc hiến tặng bởi chưa hiểu thấu được ý nghĩa của nó. Nếu nhìn thấy người đang đau đớn chống chọi bệnh ung thư, những đứa trẻ mù lòa phải học tập trong bóng tối, hay người mỗi ngày phải đi lọc máu, chạy thận thì chúng ta sẽ sẵn sàng đăng ký hiến tặng. Sự sống của bản thân mình là điều quý giá, nhưng nếu không còn được sống thì ta cũng có thể tạo nên những cuộc đời khác, Gia Hân chia sẻ.